em xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em video này chúng ta sẽ tham gia một cái dự án mới anh chị ha đó chính là chúng ta nhận cái đồng là AT tóc cành đây là cái đồng chính của cái dự án là ATF quái lập và dự án này hiện tại đang là đối tác hợp tác với bên cái sàn Bybit thì cái giá của họ đưa đã list trên cái trang coi mấy cái cáp ở đây là chỉ thấy 1.16 đô với cái cặp là USDT và cái này là họ mới là list hơn anh chị nha cái giá này chưa có phải là cái giá chuẩn nhưng mà trong cái app thì nó chỉ là khoảng là hơn 0.5 đô thôi đây anh chị thấy này tổng cung này khoảng gần 500 triệu đang cho Europe anh chị vào trong cái Twitter này anh chị ha chúng ta gửi cho em cái chữ là A cộng Arabian tóc gạch nối AT đây là cái kênh chính thống chính thức của cái dự án và hiện tại cái đồng này nó chạy trên cái mạng lưới là BB Smart Chain ha thì cách đây bây giờ có cái thông báo nè, em sẽ đọc một số tích. Đừng bỏ lỡ đợt airdrop lớn này, chỉ cần tạo tài khoản. À, cái dự án này đến từ à, Ả Rập anh chị ha. Hoặc đăng dụng à, hoặc đăng nhập bằng ứng dụng Quý AFT trong chế độ xem web hoàn thành tra C thì nhận chúng ta nhận được 1 đô la. Ở đây có rất nhiều cái thông tin này anh chị. Lưu ý quan trọng. Uh, để vào được cái ví ATF á, là anh chị cần phải xác minh hai loại, một là cái mật mã, hai là cái cụm 12 cụm từ khóa. Anh chị phải giữ cái này an toàn ha Nếu mà anh chị làm uh, quên cái này á, thì chúng ta không thể nào khôi phục lại, cũng như là không ai có quyền để giúp chúng ta đâu. Rồi, đó là thông tin cơ bản. Và bây giờ cái cách đăng ký thì đơn giản lắm anh chị. Chúng ta đăng ký xong chúng ta sẽ nhận được 102 cái đồng AT này. Và chúng ta để đó, hiện tại chưa cho rút nha. Chúng ta để đó chúng ta gửi À, kiểu như là chúng ta để nó tự động sẽ có lãi hàng ngày cho chúng ta và nếu mà anh chị nào giới thiệu đó, thì chúng ta sẽ nhận được thêm nữa theo cái uh, uh, chính sách quảng bá của dự án rồi bây giờ nè anh chị uh, chúng ta muốn uh, đăng ký thì cái link cái link em để dưới phần mô tả nha anh chị nhấp vào cái link đó thì anh chị sẽ đi đến ngay trên Play còn nếu không có thì anh chị cứ vào trong shplay CH cho em cái chữ là atf at tóc cành ha chúng ta chọn cài đặt nè À, Còn một cái chỗ em quên nói anh chị nữa Đó chính là họ đối tác với bài bit Chúng ta kéo lên Đây nè Chúng ta vào đây nè Để cho anh chị thấy này Mã gặp AT Chúng tôi rất vui vì đã niêm yết Mã thông báo gặp AT bằng 3Bit Thu thập AT và giữ trong ứng dụng quý ATF Sau khi niêm yết sẽ bắt đầu Mã thông báo AT bằng 3Bit vào tháng 6 năm 2024 thì chúng ta sẽ chờ đến tháng 6 năm 2024 nha. Cái này là cái trang kênh tin tức từ cái sàn Bybit nha anh chị. Nha. Đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ là mở nè. Rồi chúng ta vào trong đây rồi. Chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ là Khánh Chi nha. Đó. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái mục trên là re ở New. Và là, là tạo một cái ví mới nhấp vào đó ở đây là có hai cái nè một là cái cái thông tin đó chúng ta không cần bận tâm anh chị nhấp cái u dấu tích trong cái u vuông sau đó nhấp vào cái chữ là khánh new tiếp tục cho em ha ở đây chúng ta sẽ tạo cái mật khẩu thì cái mật khẩu này là cái mật khẩu màn hình bao gồm 6 số. anh chị đặt tùy ý ha như thế nào cũng được hết nha sau đó anh chị uh, xác nhận mật khẩu một lần nữa nha sau khi anh chị xác nhận cái mật khẩu màn hình á đúng á chúng ta sẽ vào được cái bước này ở đây sẽ xuất hiện cho chúng ta là 12 cụm từ khóa tiếng Anh theo thứ tự là từ 1 tới 12 bây giờ ở đây có cái mục là copy play nè à. chúng ta nên copy cái này chúng ta sao chép vào cái nơi an toàn cái thứ hai nữa là anh chị lấy cuốn sổ nhật ký ra ghi cho em từng chữ nha phải kỹ nha anh chị ghi sai là sau này không đăng nhập được nha sau khi anh chị ghi chép xong Sao chép xong chúng ta nhấp vào Enter vái lạch ha. Ở đây á, anh chị sẽ nhập cái code mời chúng ta mới vào được cái bước tiếp theo. Cái này là bắt buộc theo chính sách dự án nha. Thì anh chị có thể là nhập cái code mời trên màn hình của em ha. Rồi chúng ta nhập xong chúng ta nhấp vào cái chữ là Proxec uh, nè. Ở dưới là anh chị sẽ vào được cái bước tiếp theo và chúng ta sẽ nhận được 102 cái đồng AT nha. Khi anh chị nhập xong cái code mời chúng ta sẽ vào được cái trang chủ của cái ví ở đây có hai cái mục là chúng ta có thể là follow Twitter hoặc là Telegram mình có thể nhấp vào ha à, như em đã follow rồi thì em sẽ thoát ra chúng ta cũng có thể là like vài cái như thế này sau đó chúng ta nhấp vào follow on Telegram ha soi vào Telegram luôn anh chị rồi chúng ta quay trở lại này Quay trở lại. Quay trở lại. Thoát thẳng ra anh chị. Sau đó chúng ta vào ha. Rồi ở đây anh chị sẽ thấy này. Chúng ta sẽ nhận được 102 cái đồng AT. Và cái giá ở đây theo như họ đó là sẽ là 0.5. Là cái giá lít sạc. Và đó chỉ là cái giá cơ bản thôi nha. Chứ chưa phải là cái giá chuẩn anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài đặt tiếp theo á, là cái thông tin cá nhân anh chị vào cái mục profile phía trên bên trái biểu tượng người nè ở đây có chữ profile mình nhấp vào đây ở đây chúng ta nhập cho em là gì cái mail nha cái mail chúng ta đăng ký đó nhớ ghi vào chờ cuốn sổ cái nickname em là cái tên nè ví dụ em tinh Tĩnh nè viết hoa tiếng anh nha không giấu Rồi đây là em nguyễn hùng rồi sau đó nhấp vào cái mục sale anh chị ha anh chị muốn giới thiệu bạn bè thì chúng ta sẽ vào cái hình người phía trên bên trái nha sau đó có cái mục là hình friend ở đây á, mỗi người sẽ có một cái code mời khác nhau. Đối với em á là code mời là 171286. Đây cũng là cái code mà trên màn hình hồi nãy anh chị thấy đó. Rồi ở đây thì à, giới thiệu thì sẽ là tuyến rồi tới 5 tầng. Ví dụ anh chị giới được giới thiệu được một người đầu tiên á, ví dụ là bạn bè người thân chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được 5 AT. Người thứ hai thì nhận được 2 người thứ ba là một tức là cái tuyến thứ ba đó là chúng ta sẽ nhận một và tuyến thứ tư là chúng ta nhận được 0.5 tuyến thứ năm là chúng ta nhận được 0.2 cho một người kiểu như vậy anh chị nha rồi ở đây thì em chưa có giới thiệu được ai hết nên là ở đây để lại cái do Veracru là chưa có. Rồi cái 102 cái đồng AT ở đây nè. Chúng ta chờ nha Thời gian tới thì khi mà xài rút thì chúng nó mới rút được. Anh chị cài đặt cái mục tiếp theo là chúng ta vào cái mục là web view phía dưới bên phải nè. Chúng ta cài đặt thêm cái phần này. Ở đây chúng ta chọn cho cái mục là Reaccount Connect ha. Sau đó chúng ta nhập cho em cái địa chỉ mà hồi nãy chúng ta đăng ký với bên kia đó rồi sau đó nhập trên cái mật khẩu thành phim cái mật khẩu và chúng ta nhấp vào sign up thành nét ha để sau này chúng ta có thể là phát triển dự án cùng với họ hoặc là chúng ta được một số cái quyền lợi sau này ha ở đây có cái thông tin là đối tác với bài biết trên chị thấy không ạ đây nè đó. rồi chúng ta nhấp vào cái mục lô nha Thì ở đây có cái mục nạp vào và rút ra nhưng mà kèo này thì chúng ta làm free Anh chị ha Thời gian tới thì em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị những cái thông tin Ở đây có một send là một gửi Và cái mục reserve là cái mục nhận Ở đây có cái mục swap Nhưng mà hiện tại Ở đây chị sẽ thấy nè Phía trên bên trái là cái mục xe là chúng ta gửi qua các nền tảng quý hoặc là sàn khác. Reserve số ở đây là chúng ta nhận từ các quý các sàn khác về đây. Ở đây là chúng ta có thể theo dõi hai cái kênh chính thống Twitter và Telegram. Ở dưới đây có cái mục swap nhưng mà chúng ta chưa có swap được ha. Cái này họ sẽ update trong những phiên bản tiếp theo. Show này cũng như là một cái trình duyệt á, chúng ta cũng chưa có vào được. Phía bên phải là có một web view thì đây như là cái dạng để mà chúng ta đầu tư, chúng ta làm đối tác với dự án á. Thì kèo này là free. Em khuyên là chúng ta làm free thôi, không có đầu tư gì ha. Phía trên bên trái thì ở đây chúng ta sẽ thấy một profile với cái một giới thiệu ở dưới đây á, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái đồng tóc cành ở đây ha rồi à, cơ bản là như vậy anh chị ha chúng ta đăng ký để nhận 102 cái đồng AT và nếu mà anh chị nào chưa có sàn bài biết á, thì có thể xem cái video hướng dẫn cái sàn bài biết em để dưới phần mô tả nha sàn bài biết cũng là một trong những cái sàn top hiện tại chúng ta vào trong cái trang coi market cáp ha sàn giao dịch nè à, hiện tại cái sàn bài biết là ở vị trí thứ năm anh chị nha với số điểm là 7.2 trên 10. Top đầu là Binance, sau là Coinbase. Top 3 là Kraken, 4 là Kucoin, cool top 5 là Bybit anh chị. 6 là OK. ha. Rồi em sẽ phép dùng video nghe anh chị nha.